Thân chào quý cô bác đã trở lại với kênh món chay của mẹ quê. Hôm nay em làm mắm kho chay nha. Mà mắm kho giả chiến, không cần mắm nhưng mà vẫn có nồi mắm kho rất là ngon. Cách kho thế này quý cô bác có thể kho với rau củ, kho với cà tím đều rất ngon. Còn em hôm nay kho với chuối xanh nha. Chuối dẻo dẻo, thơm mùi mắm kho và thêm một ít đậu rồng, bông điên điển để chấm nữa thì ăn cơm ngon vô cùng. Kho như vậy không cần mắm chay ăn cũng rất ngon. Còn cách kho như thế nào thì xin mời quý cô bác vào bếp cùng làm với em nha. Bây giờ em đi hái một ít chuối xanh đã. Hổm rày trời mưa không có đi ra vườn, thế là cái bồn chuối nó đã chín mà không ai hay luôn. Không biết chỗ quý cô bác có mưa không, ở chỗ em thì hổm rày ngày nào cũng mưa, mà bây giờ là đang ngay mùa thu hoạch lúa nữa. Mưa nhiều quá mấy trái chuối nó cũng bị nứt. Hái chuối đã xong, bây giờ đi hái thêm đậu rồng nha. Mùa này cũng chính là mùa đậu rồng cho trái. Cứ trồng đại, không cần tưới, chỉ cần nước mưa là nó đã tốt như thế này rồi nè. Em đi hái thêm một ít bông điên điển nha. Bây giờ cũng giờ chiều rồi, cho nên bông điên điển đã nở. Bông điên điển hái lúc sáng sớm thì cái nhụy nó còn vị ngọt, ăn sẽ ngon hơn. Lúc mà nở như thế này là ông đã hút hết vị ngọt rồi. Nhưng mà dù nở hay là búp thì bông điên điển cũng có mùi rất thơm. Em hái một chút mà được một nắm rồi nè. Giờ là ăn sống cho nên không hái nhiều, bị nhiêu thôi nha. Giờ xin mời quý cô bác vào bếp cùng làm món mắm kho chay với em. Quê của em nè, quý cô bác thấy yên bình không? Chuối xanh hái vào, em sẽ gọt bỏ bớt cái phần vỏ xanh bên ngoài, nhưng vẫn chừa lại vỏ nha, chứ không có gọt hết vỏ. Quý cô bác dùng chuối nào cũng được, chuối nào cũng mang đi kho được hết trơn nha, miễn là nó còn xanh còn cứng là được. Tiếp theo là 2 muỗng canh xả bầm, 2 trái ớt em đã cắt nhỏ, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm chay, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh tương hột và 1 muỗng canh chao. Tương hột và chao không thể thiếu, còn tương ớt quý cô bác thích thì dùng, không thích cũng được ạ. Chấm cùng thì em dùng bông điên điển và đậu rồng. Thêm một ít dầu ăn nữa. Nguyên liệu đã xong rồi ạ. Bây giờ cùng làm với em nha. Chuối sau khi gọt bớt cái phần vỏ xanh, em ngâm với một ít nước giấm chua cho chuối không bị đen. Sau đó thì cắt nhỏ như thế này. Quý cô bác cắt độ dày khoảng 1cm đến 1,5. Chuẩn bị một chảo dầu nóng cho chuối vào và chiên cho nó vàng. Chuối chiên cho vàng để khi kho nó dẻo chứ không có bị nát. Đến khi nào chuối nó vàng và hơi giòn giòn cái mặt bên ngoài thì em sẽ vớt ra. Để kho thì em chuẩn bị một ít dầu, sau đó cho xả và ớt vào phi thơm. Đến khi nào mà thấy xả có mùi thơm rồi thì cho chuối xanh đã chiên vào. Đảo đều, sau đó thì em nêm gia vị. Đường và hạt nêm chay em chuẩn bị ngay từ đầu, cho hết vào đây luôn. Tương hột thì em mang đi xay cho thật là nhuyễn và cho hết một muỗng canh tương hột vào đây luôn. Chao em cũng nghiền nát và cho vào và tương ớt luôn. Sau đó thì em cho nước vào và bắt đầu kho. Quý cô bác có thể dùng nước lọc hoặc là dùng nước dừa tươi đều được ạ. Tương hột sau khi xay ra kết hợp với mùi của chao có cái mùi giống như là mùi mắm chay vậy ạ. Em cho nước vào vừa xăm xắp với mặt chuối là được. Giờ thì kho lửa liu riu khoảng 5 phút và cho phần xả băm còn lại vào. Rất nhanh gọn đã có một món kho chay rất là ngon rồi. Món mắm chay này mong là quý cô bác sẽ thích. Cái mùi của nó cũng rất là thơm. Có một tô mắm kho chay, thêm một đĩa rau lăng luộc hoặc là rau muống luộc, thêm một ít đậu rồng, một ít bông điên điển hoặc là bông súng, hay là thêm một mớ rau nhút. Nghe kể thôi cũng đã thấy đói bụng rồi phải không quý cô bác? Rất nhanh gọn, bây giờ món mắm kho chay của em đã hoàn thành rồi nè. Có thể ăn cơm rồi ạ. Xin chúc quý cô bác có những bữa chay thật là ngon miệng nha. Và rất cảm ơn quý cô bác đã bỏ thời gian theo dõi video của em nãy giờ. Quý cô bác nhấn nút đăng ký kênh để xem món ăn chay mới mỗi ngày nha. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau. Chúc quý cô bác luôn vui khỏe ạ.